Mua súng gì giờ con heo? Heo? Giờ 18. 18 hả? Ok luôn. Kéo có được 1500 không? Ok, giờ 18 luôn. Trong nhà này có thằng nè. Máu rồi. Còn đâu ta? Ê. Double kill. Chơi thảm. Vừa tin chào nè. Tin chào quá, tin chào. Thằng trên cao bắn yếu lắm rồi á. Cao bắn gục một nữa rồi. Tin chào bạn ơi. Không ngon gì đấy. Quỷ kia bắn gục bạc đau mày. Lục bạc bắn với nó mới được. Thằng đi đâu rồi? Đâu rồi? Anh đi kiếm không thấy hả? À. Xe này núp trong đây. Gì mà nãy nhìn xuống không thấy nó. Cây vít to nó làm cặp thôi, lượng cặp vít to. Em bắn xanh xanh. Đâu ta? Hả? Không. Đâu ta? Mới dùng tím nữa. Ơ? Không có thằng gì. First blood. Ngốc lên tới trên nè. Trời ơi đông. Trời ba thằng luôn. Ừ, được mà. Ôi, nó chạy qua trái nhiều lắm nha. Ngồi đi rồi. Headshot. Easy game. Ủa gì vậy? Bắn chi? Thôi, chưa kịp bắn. Thôi đi. Bắn được nó dán giờ 18 thôi. Mình kêu nè, go. Rau trầy. Hỏi khách phát tin rồi. Cái gì chốt sạc tối chơi tí. Ôi tụi này nó bắn cái súng gì ta, lục bạc sao á. Ê gần mình cây 100 hay sao á. Kìa. Ờ bị lát cái gì vậy? Bị lát nó chạy kìa. Phá gì á. Ờ nó gục chưa. Ôi đông quá trời đông vậy. Ừ. Bò làm hết luôn rồi. Không kinh thế.
bắn kinh quá trời kinh luôn à. Anh lại có bít to nè, ngon cơm. Anh có bít to nè, anh cầm hai cây đi chơi đi. Không, lấy cây đủ chơi. Tự chiến tranh mà cây có đủ chơi rồi. Đi móc ở đây. Nhìn anh đi móc đây. Cây móc kinh vậy. Chơi kỳ vậy. Chơi áp mạnh. No. Móc gần xong rồi, móc gần xong rồi. Trời ơi, chạy xuống bộ quá trời luôn kìa. Sao? Rồi, nóc một thằng. First blood. Chết cho nó luôn rồi, nó đứng trên đó. Đứng trên thành. Đứng trên cái thành bắn được. Ui. Được đấy. Chín to liền. Xịn xò liền. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê. Cầm 4 liền. Ui, nó cầm trúng trường kìa ông nội. Dạ. Chơi cầm trúng trường bắn từ xa ba. Chơi game cục súc vậy. Trời ơi, yếu xìu hồi này luôn. Má, vừa mới xuống trường đúng không? Coi xuống trường này. Cày thế. Mình muốn mới xuống trường, tao chơi xuống trường với mày. Giá này mua xuống trường bắn. Cày thế. Cái tì địa hình đi. Bắn luôn, tì địa hình nha. Mua AK xúc luôn. Còn thằng AK. Không biết nó lấy cái tồn không nữa. Sao đẹp trời. Nó mình dòng nhà gà hay quay bên nhà mình rồi không chừng. Dưới ngoài cái cột rồi. Em muốn lái chạy, anh mua cái súng trường bắn rồi. 2K3 đủ mua súng trường ta. Để bắn súng trường nha. Đây anh có súng trường rồi. Để mua được cái súng trường rồi. Được bạc không? Ai bỏ giáp ra vậy? Bỏ giáp nó sớm, anh mua cái mũ, anh mua cái giáp vô, anh tìm mua mũ luôn. Muốn lá chị bắn xuống trường hả? Chơi mất dạy. Đâu rồi, bắn xuống trường. Vậy anh nói gì anh? Đúng rồi. Bắn một bàn thôi. Lại nấp trong. First
hả mày? Ờ, tính tiền trả lưu đạn. Không quen hả mày? Tao bắn xuống trường rồi mày.